Chân dung con gái Thái Hòa Hồng Ánh trong Cây Táo Nở Hoa, body quyến rũ, từng là nữ hoàng chạy thề. Theo dõi Cây Táo Nở Hoa, chắc hẳn khán giả sẽ có nhiều ấn tượng với nhân vật Phúc, con gái nổi loạn của Ngọc, Thái Hòa và Hạnh, Hồng Ánh. Vai diễn này do diễn viên Trịnh Thảo đảm nhận, tạo hình ngọt ngào trẻ trung, đúng chất của cô ngoài đời, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược với nhân vật. Trịnh Thảo sinh năm 1997, cô đã nuôi ước mơ trở thành diễn viên từ những năm học cấp 2. Tuy nhiên, cô thi trượt trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và đành theo đuổi đam mê tại trường Điện ảnh Quốc tế Sài Gòn. Vì gia đình không có điều kiện nên quyết định theo nghề diễn xuất của nữ diễn viên gặp rất nhiều khó khăn. Cô từng vay 20 triệu để đủ tiền đăng ký lớp học diễn xuất đầu tiên của mình và chật vật với những vai diễn quần chúng. Sau nhiều cố gắng, Trịnh Thảo có nhiều cơ hội tham gia phim ảnh hơn, điển hình như Ngược Nắng, 2, Mũi Long Công Chúa. Ngoài đóng phim sitcom, phim chiếu mạng, thì Trịnh Thảo cũng bỏ túi vài vai diễn ở mảng điện ảnh. Năm 2018, Trịnh Thảo casting phim 5 tháng rực rỡ và được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn đóng vai nữ hoàng chạy thề Thùy Linh. Một năm sau, nữ diễn viên hóa thân thành cô nàng DJ cá tính trong Hồn 33 Ra Con Gái, nhưng sau đó vẫn chưa có tác phẩm nào bùng nổ. Thay vào đó, Trịnh Thảo chăm chú vào phát triển bản thân như học thêm thanh nhạc, nhảy để có kinh nghiệm cho những vai diễn tương lai. Đến với Cây Táo Nở Hoa, Trịnh Thảo có một vai diễn nổi loạn, đầy cá tính và nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Nữ diễn viên từng tâm sự rằng vốn không định casting phim này vì biết có nam diễn viên Thái Hòa tham gia nên mới đổi ý. Tôi thích cách làm việc của chú Hòa lắm, tâm huyết với từng nhân vật. Tôi là người trẻ, có dịp làm việc với các nghệ sĩ gạo cội là điều đáng quý. Nhìn các cô chú hết mình trên trường quay, tôi như được tiếp thêm nửa nghề, Trịnh Thảo nói. Tuy vào vai một đứa con ngang ngược, chua ngoa, đánh đá, nhưng ở ngoài tính cách của Trịnh Thảo hoàn toàn trái ngược. Nữ diễn viên là một cô gái khá hiền lành, trầm tính, nhẹ nhàng, luôn lễ phép và có biệt danh là Cỏ. Ở tuổi 24, cô nàng có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, cùng vóc dáng quyến rũ. Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Cây Táo Nở Hoa thường xuyên đăng những bộ ảnh khoe body gợi cảm, khiến khán giả phải trầm trồ. Vào năm 2017, qua một người bạn chung, Trịnh Thảo được gặp Hoàng Sơn, cũng là một diễn viên, người mẫu và ca sĩ. Thời điểm nhìn thấy nhau, cả hai như trúng tiếng sét ái tình và họ nhanh chóng bắt đầu một mối quan hệ mới. Trịnh Thảo và Hoàng Sơn có rất nhiều điểm tương đồng về tính cách, sở thích nghệ thuật, nên họ dễ đồng điệu và chia sẻ những khó khăn với nhau. Cặp đôi đến với nhau kể từ khi chưa nổi tiếng, cho đến lúc Trịnh Thảo dần được mọi người biết đến qua bộ phim 5 tháng rực rỡ, tình cảm của cô và chàng rapper vẫn không thay đổi. Cả hai thường xuyên xuất hiện tình tứ cùng nhau ngoài đời cho đến công việc. Không ít người nhận xét Trịnh Thảo và Hoàng Sơn chính là cặp đôi trẻ đẹp nhất nhì showbiz Việt. Nhưng đến năm 2020, nữ diễn viên sinh năm 1997 cho thấy rạn nứt tình cảm không còn chung đôi với Hoàng Sơn, đăng nhiều dòng tâm trạng buồn bã, còn Hoàng Sơn thì ẩn đi nhiều hình ảnh có mặt Trịnh Thảo. Người trong cuộc không lên tiếng, nhưng ai cũng ngầm hiểu cặp đôi đã đường ai nấy đi. Hiện tại, Trịnh Thảo vẫn luôn nỗ lực và trau dồi năng lực diễn xuất. Khán giả vô cùng mong chờ vai diễn mới và hy vọng cô sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!